Thiên, tập 44. An táng cho Thuận Phi ở tại Chiêu Lăng đi. Trên bài vị viết là nhân hiếu cung kiệm đế nữ, Dương Thuận Phi chi vị. Dạ bệ hạ, nhưng mà thích khách lần này đa phần là có liên quan tới Dương Quý Phi. Thôi kệ đi, chọn lựa ở Bắc Cung của Khắc Nhi đã đủ để bù đắp tất cả rồi. Cứ như vậy đi. Dạ thưa bệ hạ. Khai bẩm bệ hạ, trưởng tôn đại nhân và phòng đại nhân đã tới rồi. Truyền cho bọn họ vào. Ở tuân chỉ. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tình hình Bắc cảnh như thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, trước kia phản quân phía Bắc nhiều lần đến quấy nhiễu biên giới phía Bắc của đại đường, hoành hành bá đạo, hại dân cướp của. Nhưng gần đây phát hiện ra chúng ta quyết tâm chiến đấu, Tô Lầu Hàng quả nhiên ngồi không vững. Sứ giả hắn ta phải đến, hôm nay vừa đến Trường An, biểu thị nguyện ý giảng hòa. Hoành hành lâu như vậy, bây giờ muốn giảng hòa thì đã quá muộn rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, bắt tên sứ giả lại, nói hắn là tội phạm của tiền chủ, cùng với Tô Lầu Hàng hợp mưu. Bệ hạ đã hạ quyết tâm rồi sao? Chúng ta chiến đấu vì điều này, tất cả những thứ đã chuẩn bị đều đã dừng lại, không được thực hiện nữa. Trẫm hy vọng vào lần tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Bệ hạ, vậy thì còn việc lập thái tử thì sao? Vẫn còn một chút do dự. Nhưng bây giờ thanh tước làm loạn, mọi việc đã xác định rõ ràng. Chọn ngày lành tháng tốt cho Trĩ Nô, tổ chức lễ phong chức thái tử. Như vậy trẫm cũng an tâm mà lên đường. Sau khi trẫm đi, Phong Nguyên Linh, Chữ Toại Lương ở lại Trường An giúp thái tử trị nước. Bệ hạ anh minh, chúng thần tuân chỉ. Trẫm ngày trước đối xử Trĩ Nô như là một đứa trẻ, đến nay phong thái tử Trĩ Nô thành người lớn rồi, giờ cũng phải mau tính chuyện lập thân cho nó thôi. Chuyện này phải sắp xếp trước lúc phong thái tử. Các vị khanh gia, việc chọn cho nó thái tử phi thì phải chọn người phù hợp. Bệ hạ, con gái của La Sơn Linh Dương Nhân Hộ, Dương Thị Ngọc Yên, đoan trang cởi mở, cũng đã đến tuổi kết hôn. Thần cho rằng đây là đối tượng rất tốt cho Trĩ Nô. Khanh nói như vậy, trẫm có chút ấn tượng gì đó. Cũng là tài mạo song toàn, nghe nói tính cách cũng rất tốt. Phụ Dương Nhân Hộ, thúc phụ Liễu Sản đều là những đại thần mà trẫm trọng dụng. Được, quyết định như vậy. Còn gì cần tấu nữa không? Bệ hạ, vậy nên xử lý Ngụy Dương như thế nào? Ngụy Dương đại tới Quân Châu cho làm Thuận Dương Dương, cả đời không được quay lại Trường An nữa. Bệ hạ, thái tử mưu phản bị phạt làm thường dân, còn Ngụy Dương lại tới Quân Châu làm Thuận Dương Dương, liệu có ưu ái quá hay không? Ngụy Dương mưu hại Đông Cung, cấu kết với Cung Tần Hậu Cung, vạn quân ở Bắc Cung môn, tất cả những điều đó đều đáng tội chết. Đừng đụng vào. Phù Cơ. Có gì thần? Thừa Càn với trẫm giống như chung trà dở này vậy, không thể tiếp tục tình phụ tử được nữa. Còn bây giờ lại có thêm thành tước chỉ vị ngôi vị thái tử, bọn chúng lẽ nào muốn biến trẫm thành cô gia quả nhân hay sao chứ? Ngươi, còn các ngươi không có con trai sao? Con trai trẫm phạm phải lỗi lầm lớn, trẫm đã phạt nó đến chỗ khác, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại trẫm nữa. Các ngươi còn chưa thấy đủ sao? Còn muốn thế nào đây? Lẽ nào muốn trẫm phải giết cả Thừa Càn và thanh tước sao? Bệ hạ, lão thần chỉ lo lắng ngày sau Thuận Dương Dương ở Quân Châu sẽ trong lòng không an. Cần gì phải lo lắng như vậy? Con của trẫm là trẫm hiểu.
thành tước, nó là một văn nhân. Trong cả người nó chỉ toàn là những cuốn sách quyền bác, chẳng có binh quyền mãnh tướng gì, nó có thể làm được đại sự gì chứ? Bệ hạ. Được rồi, đừng nói nữa. Việc nhỏ nhặt này chẩm vẫn làm chủ được. Dương Đức. Có lão nô. Viết lại ý chỉ của trẫm. Dương Đức tuân chỉ. Hôm nay đến đây thôi, giải tán đi. Chúng thần cáo lui. Nè, tí ăn từ từ thôi. Ngon quá. Đều là tỷ nói. Tỷ nói chỉ cần ta làm thái tử thì có thể bảo vệ cho tỷ. Giờ thì sao? Tỷ bị giam ở đây, không rõ ngày mai ra sao. Ngoài việc mang chút đồ ăn này cho tỷ, ta chẳng biết có thể làm được chuyện gì nữa. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của tỷ thì ta khó chịu muốn chết. Sao tỷ tới giờ vẫn thoải mái như vậy? Ta thì giờ làm được chuyện gì? Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu. Chỉ cần nghĩ tới một ca ca vì ta mà bị giam vào thiên lao, giờ ta vẫn có thể ở đây, ta lại có phần yên tâm hơn. Chứ còn đệ đó, giờ đã là thái tử rồi, phải có tinh thần lên đi chứ. Ngày nào cũng trưng cái bộ dạng sầu khổ trên mặt. Đệ có biết không, mấy lão thần kia đều đang ở bên ngoài chăm chú quan sát đệ. Võ tỷ tỷ. Đệ phải thành thân rồi đó. Tỷ còn cười nữa. Tại sao lại cười đệ? Tỷ rõ ràng biết đệ không muốn thành thân mà. Tỷ. Được, tỷ không ăn nữa phải không? Đệ tiếp theo còn phải chuẩn bị lễ sắc phong, còn có lễ thành thân, làm gì có thời gian tới thăm tỷ nữa. Chị Nô, đệ đã trưởng thành rồi, đệ đã thành nam tử hán rồi, kết hôn sinh con đối với nam nhân là chuyện thường tình thôi mà. Do tỷ tỷ vừa nãy cười là vui cho đệ đó. Nè, nói cho tỷ, cuối cùng là con gái nhà nào mà lại có phúc gả cho Trĩ Nô của chúng ta vậy? Không biết, đệ không có quen. Chỉ biết cô ta họ Dương, đệ không thể thích cô ta được. Trĩ Nô. Đệ nói xem, nếu một ca ca đã thành thân rồi, huynh ấy sẽ không quay lại Trường An, cũng không vì tỷ mà bị bắt vào nơi thiên lao địa ngục này. Thật ra đệ rất ngưỡng mộ huynh ấy. Một ca ca. Tại sao vậy? Yêu ghét rõ ràng. Cuộc sống phóng khoáng, có một khoảng trời riêng như vậy, như mộng như ảo. Với đệ mà nói, đó là nơi trần gian đẹp nhất rồi. Nhưng mà đệ coi như dốc hết toàn lực rồi, chỉ có thể đứng trước cửa trần gian đó mà ngắm nhìn thôi. Khẽ khàng gõ cửa, huynh ấy lại có thể tự do tự tại du ngoạn vào nó. Nơi đó là ở đâu vậy? Tại sao tỷ lại chưa từng nghe qua? Tỷ biết rồi, nhất định là nơi một ca ca đã từng bị lưu đày. Thật ra nơi đó phụ hoàng cũng đã từng đi qua rồi. Bệ hạ cũng từng đi sao? Tỷ thật sự không đoán ra được. Để nói ra đi. Được rồi, bây giờ cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa. Chỉ cần tỷ nhớ, đệ nhất định sẽ cứu tỷ ra ngoài. Đệ đi trước đi. Tỷ yên tâm, đệ nhất định tìm cơ hội để đến thăm tỷ mà.
Võ tỷ tỷ, thật ra nơi mà để nói chính là ở trong tim của tỷ. Bệ hạ cũng đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Qua năm nay trẫm 47 tuổi đúng không? Đúng vậy. Bệ hạ sinh tháng 12 năm Mậu Ngọ, năm Khai Hoàng thứ 18. Có phải trẫm đã già rồi không? Sao có thể chứ, tuổi của bệ hạ chính là long tinh hổ manh mà. Sao tự nhiên trẫm nhớ lại năm rồi mới trải qua sinh thần lần thứ 40 tuổi, coi bộ xem ra trẫm thật sự đã lớn tuổi rồi. Bảo thượng thư phòng nấu cho trẫm canh cam lộ, bưng lên cho trẫm. Dạ, lão nô đi ngay. Công công, tại sao bây giờ lại có tiếng của Minh Lễ Lạc? Hôm nay chính là ngày Thái tử điện hạ được sắc phong đó. Võ tài nhân, dân mệnh của cô thật sự không tệ. Nếu Thái tử điện hạ không phải là kiên trì đại xá thiên hạ ngày hôm nay, thì cô khó có thể được ra ngoài. Thật sự là làm khó đứa trẻ này rồi. Đúng rồi công công, vậy nói như vậy những người trong thiên lao đều được thả ra rồi sao? Thiên lao này khi bắt giam đều là những kẻ khác nhau, vì vậy không ở hàng được đặc xá. Quá ra như vậy. Xin hỏi công công, ngài có biết sau khi sắc phong đại điển bệ hạ sẽ đến đâu không? Thanh chị tới, tấn dương lý trị tiếp chị. Đô đốc Tịnh Châu hữu võ hầu đại tướng quân tấn dương trị, bản tính nhân hiếu, hiền huệ nhân hòa, siêng năng học hỏi, chăm chỉ cần cù, chân thật không giả dối, tâm tính thẳng thắn, thông thạo văn võ, mọi người suy tôn, có thể thay mặt trời đất, có thể kế thừa tổ tiên, vững bền trăm đời, kiên chinh vạn quốc, lập trị làm hoàng thái tử, lập vợ Dương thị làm thái tử phi, lệnh cho các ti chuẩn bị lễ sắc phong. Nhi thần tiếp chỉ tạ ơn. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Hai tên nghiệp chướng đó đã xuất phát chưa? Lão nô khởi bẩm bệ hạ, sau khi sắc phong thái tử đại điển, Thuận Dương Dương và thái tử Phế đã lên đường rồi. Đến bây giờ thì có lẽ đã rời khỏi thành Trường An rồi. Đại ca, tứ ca, chỉ nô đến tiễn các huynh.
Đại ca, Tứ ca. Đại ca, Thứ dân Lý Thừa Càn khấu kiến Thái tử Điện Hạ. Đại ca, đại ca, huynh đứng lên đi mà. Lễ bất khả phí, thứ dân được gặp Thái tử đương nhiên phải cúi đầu hành lễ. Đại ca, huynh đứng lên đi mà. Đứng lên đi, đứng lên đi. Tứ ca, huynh cũng đứng lên đi mà. Nào, thứ dân không dám, thứ dân không dám. Trước kia thứ dân đắc tội với Điện Hạ, thật sự không thể tha thứ được. Tôi không thể tha được Tứ mà. Tứ ca, đều là chuyện quá khứ rồi, Trí Nô chưa từng để bụng mà. Thứ dân đáng chết, thứ dân đáng chết. Thành tước, còn không đứng dậy chính là kháng chỉ. Trải qua nhiều chuyện tính toán rồi tranh đấu, huynh đệ chúng ta vẫn còn có thể sống để tương tụ, coi như là may rồi. Nên vui mừng một chút chứ. À, có rượu không? À, dạ có. Chino đã đặc biệt mang rượu ngon tới để tiễn hai huynh. Nào, mang rượu lên. Dạ. Đại ca, Tứ ca, hôm nay vừa là gặp lại, cũng vừa là ly biệt. Chén rượu này kính thành Trường An sau này sẽ không bao giờ gặp lại. Điện Hạ, chén rượu này có thể để cho thứ dân giữ lại có được hay không, để sau này có thể dùng? Thành tước, ngươi hồ đồ quá rồi đó. Hôm nay Trị Nô có thể mang rượu độc hại ngươi hay sao chứ? Tẩu. Nhưng mà Điện Hạ, thần thật sự không nghĩ như vậy. Thần không phải lo sợ. Thần chỉ Tứ ca. Tứ ca, không sao đâu, Trị Nô hiểu mà. Chắc chắn là Tứ ca vội vã lên đường, đúng không? Không bằng khởi hành luôn ở đây. Vậy thư dân bái biệt. Đại ca, bảo trọng. Bảo trọng. Mau đi, mau đi. Tứ ca, đệ đừng trách nó. Đệ ấy chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi. Đại ca, Trí Nô tuyệt đối không có ý trách tội Tứ ca. Chỉ là nghĩ đến đây, có lẽ là cơ hội cuối cùng mà huynh đệ chúng ta có thể gặp mặt. Tại sao lại có kết cuộc như vậy? Trí Nô trong lòng rất buồn rầu. Đừng buồn nữa. Kết cục này đối với huynh đệ chúng ta cũng coi như quá tốt rồi. Ít nhất so với đời của phụ hoàng cũng tốt hơn rồi, không phải sao? Ta cũng phải lên đường đi.
Đại ca. Là Trí Nô không tốt với huynh. Tuyệt đối đừng bao giờ cảm thấy áy náy hay tội lỗi với ta cả. Thế đạo này, vô vị chính là người tốt chịu khổ, ác nhân chịu phạt. Chúng ta có kết cục như vậy là do chúng ta tự làm tự chịu. Trọng trách của đệ sau này rất nặng nề. Là huynh đệ, ta không thể giúp gì. Đại ca, chăm sóc cho phụ hoàng thật tốt, chăm sóc cho bản thân thật tốt, con biết chưa? Ừ. Dân, sao đã thả ra rồi? Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ nhất quyết trước khi sắc phong đại xá thiên hạ, đây là chuyện bệ hạ đã đồng ý rồi mà. Bệ hạ, hôm đó thiếp bảo vệ Lý Mục đều là vì huynh ấy đã từng có ơn cứu mạng thiếp. Hơn nữa huynh ấy vốn có thể cao bay xa chạy, nhưng chỉ vì lo lắng cho an nguy của thiếp mới lưu lại trong cung. Mỹ nương không muốn mắc nợ huynh ấy. Bệ hạ, đây là tình ngay lý gian, mong bệ hạ minh xét. Nàng nói nhiều như vậy không phải là vẫn muốn trẫm tha cho Lý Mục sao? Bệ hạ, thiếp với Lý Mục từ nhỏ lớn lên cùng nhau, huynh ấy đối với thiếp giống như thân ca. Thiếp không thể nhìn huynh ấy đi vào con đường cùng được. Bệ hạ, mong người khai ân. Nàng ngẩng đầu lên đi, nhìn vào mắt trẫm. Trâm vẫn không nhìn ra được trong lòng nàng đang suy nghĩ những gì. Nhưng mà Trâm hiểu, từ thời khắc Trâm chọn Giang Sơn này thì đã chọn cuộc đời cô độc rồi. Trong cung và ngoài cung, kẻ bất trung với Trâm có mặt ở khắp nơi, cũng không chỉ thiếu một mình nàng. Bệ hạ, bệ hạ,
người đâu? Bệ hạ có gì dặn dò? Đi Thiên Lao. Dạ. Có chuyện gì? Điện hạ, tủ ẩm hại thân, không bằng sớm đi nghỉ thôi. Bệ hạ, Trĩ Nô, sao đệ lại đến đây? Đã muộn vậy rồi, đệ đến tìm bệ hạ sao? Không, đệ tới giúp tỷ. Do tỷ tỷ giúp ta? Ừ. Đệ hôm nay mới đại hôn, sao không ở bên Thái Tử Phi, đến giúp ta làm gì? Dù sao nàng ấy cũng ở bên đệ cả đời, cũng không sót một thời một khắc. Trị Nô, đệ trước kia còn là một đứa trẻ, là một dương gia. Tỷ tài nhân tiếp xúc với đệ, người khác sẽ không nói gì cả. Nhưng bây giờ khác rồi. Đệ bây giờ là thái tử, chúng ta tôn ti khác biệt. Nếu vẫn qua lại như ngày trước sẽ để kẻ khác lời qua tiếng lại đó. Đệ hiện tại đã là nhược quán, so với lúc trước còn là đứa trẻ đã khác nhau rồi. Nếu như đệ nói chuyện hành sự vẫn như lúc trước là tuyệt đối không được. Càng huống hồ tỷ hiện tại vẫn là kẻ mang tội. Không được, Trĩ Nô, sau này chúng ta ít gặp nhau thôi, hoặc là không cần gặp nhau nữa. Rốt cuộc đệ, trong lòng tỷ thật sự một nửa phân lượng cũng không có. Trước nay vẫn là nhẹ tựa lông hồng. Khó trách tỷ cảm thấy phiền phức. Trĩ Nô, đã tại do tỷ tỷ đã dán tấm màn này cho Trĩ Nô. Tỷ yên tâm, Trĩ Nô sau này sẽ không dám làm phiền tỷ nữa. Trĩ Nô, để đừng có hiểu lầm ý của ta. Có khi nào ta nói để phiền phức đâu. Để cũng muốn nhắc nhở tỷ, cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, phụ hoàng giống dĩ vẫn chưa nghĩ rõ ràng phải xử lý Lý Mục thế nào. Nhưng giống tỷ như vậy ba lần bảy lượt khổ sở cầu xin thì có tác dụng gì hay không? Muốn phụ hoàng tha cho Lý Mục, tỷ không sợ làm vậy sẽ phản tác dụng sao? Lấy gì đây? Cứ vẫn còn muốn đem Võ Mỹ Nương cao bay xa chạy hay sao? Có điều là hình như ông vẫn không đồng ý. Nếu vậy thì trẫm sẽ nói với ngươi, nếu còn hy vọng hảo quyền, ngươi và nàng ấy chỉ có thể có một người sống sót bỏ đi. Hai chén rượu này có một chén là có độc, một không có. Ngươi hãy chọn một chén đi. Chén còn lại của nàng ấy, ai còn sống trẫm đích thân sẽ tiễn người đó rời khỏi Trường An. Tại sao lại làm gì? Bởi vì nàng ấy chính là nữ nhân của trẫm. Trong lòng ta có thể không có nàng ấy, nhưng trong lòng nàng ấy nhất định là phải có trẫm. Nếu ta không chọn thì sao? Vậy người cứ đợi ngài xử trảm đi.
Còn nàng ấy đã 5 lần 7 lượt thay người đi cầu xin với trẫm. Trẫm cũng đã chán rồi. Nàng ấy sẽ bị đưa vào hoàng lăng canh mộ cho đến cuối cuộc đời của mình. Vì vậy mới nói ta không nhìn lầm người. Trong lòng ông không có nàng. Cho tới tận bây giờ ông vẫn không hề biết chuyện gì hết. Nếu như Như Ý có thể hạnh phúc tiếp tục sống, dù đi hay ở lại, ông cũng để cho nàng ấy quyết định đi. Cũng được. Được. Ta chọn. Tạ bệ hạ. Chén thứ hai này kính linh hồn phụ mẫu ta trên trời. Ông dù sao cũng là thiên tử, những gì ông nói thì phải nhớ giữ lời. Không được cháo trở, nếu không thì thành ma tôi cũng không tha cho ông đâu. Ta thật sự rất tò mò, rượu của ông cuối cùng có độc hay là không. Võ tài nhân, võ tài nhân, mau đứng dậy, bệ hạ muốn gặp cô kìa. Có thật không Dư Công Công? Đi 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 đi. Cô không sao chứ? Đi 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 đi. Mị nương khâu kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Xem ra nàng lâu rồi mới tới đây. Dạ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mị nương cũng sắp quên mất trong điện Cam Lộ còn có một nơi như vậy. Đứng lên đi. Nàng quỳ một ngày một đêm vẫn thấy chưa đủ sao? Nàng quỳ lâu như vậy, cuối cùng nàng muốn cầu xin trẫm điều gì? Mị nương chỉ muốn thỉnh cầu bệ hạ hãy tha tội chết cho Lý Mục, cầu xin bệ hạ cho quân ấy được ra khỏi cung. Bệ hạ, Bệ
bây giờ trong lòng nàng chỉ có hắn thôi sao? Huynh ấy với thiếp thật sự chỉ là thanh mai trúc mã, giống như một vị huynh trưởng của thiếp, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng thiếp. Chính vì vậy mỹ nương mới cầu xin bệ hạ có thể bỏ qua cho Lý Mục được không? Nếu như hắn ta chỉ là ân nhân của nàng, trẫm hoàn toàn có thể tha cho hắn, hơn nữa còn để cho hắn sống yên ổn những ngày cuối đời. Nhưng hắn vẫn là con cháu của phản tặc Lý Hiếu Thường, là phạm nhân chạy trốn từ tù Lưu Vong, lại từng tuyên bố muốn giết chết trẫm. Hôm nay chút nữa thành đồng phạm của Thích Khách rồi. Và lại tất cả những chuyện này dặn dò bá quan trong triều đều đã biết rồi. Nếu như trẫm đồng ý tha cho hắn, những triều thần như Trưởng Tôn Du Kỵ cũng sẽ quyết không tha cho hắn đâu. Bệ hạ, người đã quyết định rồi phải không? Đêm hôm qua trẫm đã bí mật xử lý hắn rồi. Nếu không phải như vậy, nàng tưởng rằng ngọn đèn kia ta vì ai mà thắp lên? Không, tại sao vậy? Tại sao không để thêm chết đi? Nàng không có quyền quyết định chuyện sống chết của mình, bởi vì nàng là nữ nhân của trẫm. Vì vậy nếu muốn chết cũng phải để cho trẫm quyết định. Nàng hiểu chưa? Được. Vậy bây giờ bệ hạ hãy giết chết thiếp đi. Được rồi, trẫm chiều theo ý của nàng vậy. Võ tài nhân, bệ hạ có chỉ cho người uống hết chén rượu này. Mm-hmm.